Khi mà quý anh chị bỏ ra tầm tài chính khoảng trên dưới 10 tỷ, nhưng mà tại quận 7 thì không biết là cái khu vực nào là an ninh, yên tĩnh và có những tiện ích nhiều, đi lại dễ dàng, kết nối hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là gần sông ngoài. Thì quý anh chị nghĩ ngay đến một khu dân cư rất là đẹp, đó là khu dân cư Công Ích gần đường Phạm Hữu Lầu và đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7. Một diện tích rất là đẹp, tầm khoảng 5 x 16. Lô đất thì vuông vức, bởi vì ở đây là chủ đầu tư phân lô bán nền, nên là mọi diện tích ở đây là gần như là rất là đẹp, vuông vức với nhau hết. Mặt tiền thì nằm ở trên mặt tiền đường 2C, rất là đẹp luôn. Và ở đây thì thích hợp xây dựng tòa nhà nè, văn phòng nè, căn hộ dịch vụ. Ở đây là gần như là thiết kế xây dựng tự do. Lô đất này là lô đất là có sổ hồng riêng. Quý anh chị chỉ việc sở hữu mua vào là có thể xây dựng ngay. Mặt tiền đường phía trước thì rất là rộng rãi nè, có vỉa hè nè, rất nhiều cây xanh. Xung quanh nhà thì gọi là được xây dựng gần như là khu vực này là 90% rồi, phủ mật độ dân cư rất là tốt rồi. Và chủ nhà đang cần tiền bán nên lô đất này cái giá rất là mềm luôn. Quý anh chị muốn sở hữu lô đất này á, hãy inbox ngay cho Phước Sửu để Phước Sửu là gửi sổ hồng cho quý anh chị và đưa cho anh chị một mức giá cực kỳ bất ngờ luôn. Và bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người bay live cam để cảm nhận được cái khu dân cư này có đáng sống như Phước Sửu nói hay không nha. Và có vị trí lô đất này kết nối hạ tầng và những cái tiện ích xung quanh, nó có được đồng bộ và đáng là nơi để sống, để nghỉ dưỡng sau những giờ làm việc hay không ha. Khu dân cư Công Ích quận 4 nằm rất là gần Phú Mỹ Hưng, cách Phú Mỹ Hưng tầm khoảng 5 phút. Khu dân cư an ninh, dân trí cao, có các công trình dịch vụ tiện ích hiện hữu xung quanh đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm, đi lại, học tập, sức khỏe của khu dân cư nơi đây. Như mọi người nhìn thấy thì ở đây thì có rất là nhiều nè, khu vui chơi trẻ em nè, công viên nội khu nằm sát sông rạch Dơi nên không khí luôn được điều hòa thoáng mát. Có gió, có nước, có cây luôn giúp cho không khí trong lành. Gần khu vui chơi trẻ em có một công viên nội khu nè, có con trẻ của bạn thì sẽ có điều kiện học tập và rèn luyện sức khỏe rất là tốt. Khu trong khu này còn có là phòng tập gym, tennis, hồ bơi, spa, massage, nhà hàng, khách sạn, rất là gần trung tâm mua sắm giải trí như Lotte Mart nè, Vivo City, Reason Mall, Co-op Mart, Bixi. Gần nhà trẻ và tất cả những cái trường đại học lớn như Đại học Quốc tế RMIT nè, Đại học Tài chính Marketing, Đại học Tôn Đức Thắng và rất là nhiều trường quốc tế như là Canada, Nam Sài Gòn. Vì vậy khi mà bạn ở đây thì bạn cảm thấy giác sẽ là yên tâm hơn và tiết kiệm được rất là nhiều thời gian để đưa đón con đi học và vấn đề di chuyển đi lại khi mà đi làm. Một môi trường sống cực kỳ thoải mái, thích hợp nghỉ ngơi, dạy, gọi là nghỉ dưỡng. Và đặc biệt ở đây rất là thuận tiện cho việc đi gọi là điều trị và chăm sóc sức khỏe. Có nhiều bệnh viện như bệnh viện Tim Tâm Đức, bệnh viện Pháp Việt, bệnh viện quận 7 và rất là nhiều bệnh viện phòng khám đa khoa xung quanh. Giao thông thì cực kỳ thuận tiện, kết nối qua quận 1, quận 5, quận 4 và tất cả con đường ở đây là những con đường bàn cờ thông nhau. Ở đây thì có rất là nhiều loại diện tích, trong đó có diện tích là 7 x 19, 4 x 18, 5 x 16, 5 x 20. Và ở đây là tất cả giấy tờ pháp lý là rõ ràng, sổ hồng từng nền, mua bán sang tên ngay, tất cả đã có sổ đỏ nên là khi mà quý anh chị mà mua đất thì có thể là xây dựng ngay, phát triển một khu dân cư gọi là theo kiểu mẫu, là một nơi lý tưởng cho khách hàng một lựa chọn gọi là đầu tư an cư và lạc nghiệp. Để có nhiều thông tin hơn nữa về khu dân cư Công Ích quận 4, inbox ngay cho Phước Sửu, hoặc là quý anh chị có nhu cầu ký gửi những sản phẩm tại khu Công Ích quận 4, hãy alo ngay cho số hotline bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau ạ.